rồi những hôm qua gặp mặt đầu năm nhưng mà đi mua cá không xong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quậy này khó quậy quá. Dùng nó đi má. Dùng nó đi má. Tự nhiên khách ta chơi hút cho nặng vậy. Đây cũng chặt chỗ nè, quay hơi khó, với chụp hình khó. Có này có ông ngoại lo hết trơn rồi. Có ngoại đâu, ngoại ông đi chạy xe rồi. Chứ có ngoại là ông tự lo hết mấy vụ quay phim này kia hết rồi. Đâu. Bữa nào cũng đông rồi, mới bến kia cũng đông đâu rồi. Bến này đâu. Thả lên hả?